Sợ hãi vì mình là trò đùa của người khác chăng? Sợ hãi là bởi vì sao ai cũng đẹp hết á, mình không có đẹp. Thời phổ thông của mình là phải mặc áo dài đi học. Trời, đó là một cái câu chuyện rất là đáng sợ. Người ta nói xấu bạn đã là một việc đáng sợ rồi, nhưng đáng sợ hơn đó là người ta nói xấu và bạn tin. Đối với cái câu chuyện về cân nặng á, thì em nghĩ rằng là trong cuộc đời em đã gặp rất là nhiều sự kiện rồi. Để giải thích về cái số cân của mình thì mình nghĩ đó là một, nó đến từ mã di truyền. Cả gia đình ai cũng ở một cái form dáng hình thái nó rất là tròn trịa rồi. Cái thứ hai là ví dụ như là mình bị u tuyến giáp, mình có hai lần sinh con và đều là sinh mổ. Mình hạt xương mai nó không phải là một cái cụm từ mọi người có thể hình dung về mình, mà mình luôn thuộc cái nhóm gấu gấu. Từ những tháng ngày học mầm non là mình vẫn nhớ là mình thuộc cái nhóm mà luôn sẽ được ngồi ở hàng cuối, tại vì mình to hơn các bạn. Mình luôn là một cái nhóm, gọi là một cái đối tượng rất là khó khăn cho những cái đợt diễn văn nghệ ở nhiều bậc học. Mình nhìn bằng mắt thường là mình thấy rõ ràng là cái bạn kia mặc đồ size S, size XS, còn mình là phải là 2XL. Và đồ đẹp dành cho mình gần như không có, trong khi những bạn kia mặc đồ rất là đẹp. Và thời phổ thông của mình là phải mặc áo dài đi học. Trời, đó là một cái câu chuyện rất là đáng sợ đối với một cái cô bé tròn người luôn. Sợ hãi vì mình là trò đùa của người khác chăng? Sợ hãi là bởi vì sao ai cũng đẹp hết á, mình không có đẹp. Người ta nói xấu bạn đã là một việc đáng sợ rồi, nhưng đáng sợ hơn đó là người ta nói xấu và bạn tin. Thì cái đó là cái cú knock out. Cái đó mới là đòn chí mạng cho những cái năm tháng mà khi bạn bè nó có bồ hết rồi. Có những cái người bạn trai, người ta có tín hiệu một cách rất là rõ ràng. Lúc đó mình vẫn bị hoài nghi rằng là mình là cái gì, mình là trò đùa thôi. Tại vì người ta không thể yêu mình được, người ta tại sao người ta lại yêu một cái cô bé tròn trịa như vậy được? Thì thực sự là mình có tự ti về ngoại hình. Thậm chí là sau này khi mình đi làm luôn, thì cái câu chuyện mà mình nhận những cái lời mà về bản chất nó là miệt thị ngoại hình á, nhiều lắm. Nó nhiều đến mức mà mình không có đếm được đâu. Mọi người đang theo dõi thì chắc là mọi người không sờ chạm được vô mình rồi. Chúng ta mà hữu duyên mà gặp nhau á, các bạn sẽ nhận ra rằng là cái dùng từ mà dân gian hay gọi là chắc lụi á, có nghĩa là thực ra là rất là cứng. Cứng này mà nhìn dưới góc độ của các chuyên gia về giảm béo thì có thể họ gọi là mô mỡ của mình cứng. Và chính cái điều này nó cũng tạo ra một cái sự khó khăn cho cái việc đó là giảm, nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho đến khi sẽ có những cái chỉ báo từ cơ thể của bạn mà bạn hiểu rằng giảm cân nó không còn đơn thuần là câu chuyện đẹp nữa, mà nó là câu chuyện khỏe. Khớp là cái đầu tiên. Mình được nhận cái chỉ định từ bác sĩ là mình không được chạy bộ, mình chỉ có thể được đi bộ thôi. Kéo theo cái khớp là gì? Là việc bạn không thể mang giày cao gót. Một số những cái vấn đề về tim mạch nó chưa rõ ràng, nhưng mà mình biết là nó có dấu hiệu, mà nó thực sự là một cái câu chuyện liên quan đến chất lượng cuộc sống và chất lượng lao động của mình. Chúng ta cần phải khỏe, rồi chúng ta đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong. Thời điểm đó là mình cũng phải có một cái sự giám sát rất là lớn từ bản thân và những người thân xung quanh, để mình ép mình vô một cái lịch trình cho cái câu chuyện là thực sự là phải thay đổi hành vi để giảm cân. Thì lần đó mình giảm được. Nhưng sau đó chuyện học tập, như là mình thức khuya hơn một chút, mình ăn uống nó không có khoa học. Thực tế thì mình vẫn luôn theo dõi các cái dịch vụ giảm béo ở nhiều nơi. Tức là khi mà bạn tìm kiếm cái gì thì tự động AI hiện nay nó sẽ đề xuất cho bạn rất là nhiều. Thì trong đó Đông Bang được đề xuất như một con át chủ bài. Khi mà mình tìm thấy được tới Đông Bang Medical với cái dịch vụ giảm béo thì mình lại bị ấn tượng một cách rất là sâu sắc. Những cái trường hợp mà Đông Bang đã thực hiện cái dịch vụ của mình và cho ra những cái kết quả thực sự ấn tượng. Mình biết được các cái liệu pháp mà các bạn sử dụng, ví dụ như hệ thống máy móc hoặc là những cái liệu pháp mà mình cũng đã phải sợ tìm ở rất là nhiều nguồn để kiểm tra rằng là ví dụ như những cái liệu pháp về thủy châm hoặc là các cái loại máy móc đấy áp dụng vào trong cái kỹ thuật giảm béo thì nó có đảm bảo là không nguy hại hay không. Thì ơn trời là mình vẫn thấy được những cái thông tin mà tạo ra cho mình một cái niềm tin rất là lớn. Cho nên ngày hôm nay mình có mặt ở đây nè. Cùng tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc chờ đón màn lột xác từ tiến sĩ tâm lý Tô Di A trong thời gian sắp tới nhé.